chẳng chấp thọ 10 lực Phật cũng chẳng hoại 10 lực Phật, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng hoại 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ 32 tướng đại sĩ cũng chẳng hoại 32 tướng đại sĩ, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng chẳng hoại 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ pháp không quên mất cũng chẳng hoại pháp không quên mất, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ tánh luôn luôn xả cũng chẳng hoại tánh luôn luôn xả, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ trí nhất thiết cũng chẳng hoại trí nhất thiết, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng hoại trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ quả dự lưu cũng chẳng hoại quả dự lưu, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác cũng chẳng hoại quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng hoại tất cả hạnh đại bồ tát, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng chấp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng hoại quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc không hoặc chẳng không. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc. Đây là sắc, đây là không. Thọ tưởng hành thức chẳng hoại không, không chẳng hoại thọ tưởng hành thức. Đây là thọ tưởng hành thức, đây là không. Này thiện hiện, nhãn xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn xứ. Đây là nhãn xứ, đây là không. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, đây là không. Này thiện hiện, sắc xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc xứ. Đây là sắc xứ, đây là không. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp xứ. Đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là không. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn giới. Đây là nhãn giới, đây là không. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, đây là không. Này thiện hiện, sắc giới chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc giới. Đây là sắc giới, đây là không. Thanh hương vị xúc pháp giới chẳng hoại không, không chẳng hoại thanh hương vị xúc pháp giới. Đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là không.